Ok và xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình nha. Và mình là Ender đây. Yeah. Và các bạn biết là mấy cái video mà mình nói nhỏ như vậy đó hả? Thì thường nó sẽ rất là có những nhiều cái bí ẩn. Yeah. Đấy, thì thôi không dài dòng nữa. Mình sẽ dẫn các bạn cách để triệu hồi một cái con mini golem. Đó, oh my god, có một con thầy ma đội mũ nó đang tiến sát lại mình. Ôi, đẹp, một kinh dị vãi lìn. Ok, và sau khi mình đến một cái nơi an toàn hơn, oh my god, vẫn có mấy con đánh nhau, nhưng thôi kệ đi. Thì mình sẽ dẫn các bạn triệu hồi ngay đây. Thì còn mini golem đấy, thì chúng ta sẽ cần ba khối sắt và một cái lồng đèn bí ngô để có thể tạo ra được nó. Yeah. Đây, thì đầu tiên các bạn sẽ đặt ba khối sắt như vậy. Oh shit, hình như mình đặt sai, các bạn thông cảm. Nhưng mà thôi kệ đi, thế này vẫn triệu hồi được, không sao. Đây, tiếp theo các bạn sẽ đặt cái quả bí ngô lên trên đây. Rồi. Đó, đéo đặt được. Ồ, cái đấy. Các bạn đợi nhìn nhá. Các bạn nhìn này. 3, 2, 1. Đùa thôi. Thì thực ra đấy, đây là một cái add-on nhá, chứ chả về cái triệu hồi đéo gì đâu. Trồn thôi. Rồi. Đấy. Thì khi mà các bạn làm như vậy xong đấy, các bạn sẽ đi vòng quanh đây và tìm nhá. Thực ra cái con này nó spawn ngay trên mặt đất luôn, nên các bạn hoàn toàn có thể tìm một cách rất là dễ dàng. Đây. Đó. Thì đây chính là cái con mà mình nói đến. Đây là con Magun. Đấy, Magun. Và con này mang giới tính là đực. Các bạn có thể gọi là nam cho nó sang chảnh cũng được. Rồi, thì cái con này đấy, thực sự thì nó cũng không khác cái con Iron Golem là mấy. Đây. Đó, đánh đi. Hiếp nó. Đúng rồi, hiếp nó. Hiếp nó. Giết nó. Giết nó, đúng rồi. Giết. Giết. Ấy, đó. Thì với một con này đấy, nó sẽ có khả năng đó là cân được đến với một con này sẽ cân được ba con thây ma. Đây. Ồ, sao con thây ma bé nhìn trông lạ vậy? Ồ, có gì đó sai sai nha. Đó. Nhưng mà nó có thể cân được ba con thây ma nhá. Đó. Giết luôn. Đây, con thứ ba. Gây. Vậy là chỉ có hai con thôi à? Ồ. Nhưng mà nói chung cũng được. Thế là được rồi, không sao. Con này, nó là con Pagan. Đấy. Và nó có giới tính là cái, hay gọi một cách mỹ miều là cái giới tính nữ. Đấy. Thì với hai con này, chúng ta có thể sinh sản cho bọn nó với nhau. Đấy. Có các bạn có thể hiểu là như vậy. Và các bạn có thể thuần hóa những cái con này bằng cách cho nó ăn cá nhá. Đây. Các bạn có thể thuần hóa nó bằng cách cho nó ăn cái con cá tuyết. Nhưng mà cá tuyết phải nấu nhá, chứ nếu còn sống là nó không ăn đâu. Ngoài ra thì nếu mà các bạn muốn nó sinh sản với nhau thì các bạn sẽ phải cho nó ăn thịt gà. Đấy. Riêng với cái loại này đấy thì nó sẽ phân biệt đực và cái, chứ nó không như kiểu gai lọ như mấy cái con gà, con cừu hay là mấy cái con lợn gà linh tinh ấy. Nói chung là cái con gì nó cũng có thể tạo ra thành con để đấy, kể cả có hai con gà đực đi chăng nữa thì nó vẫn có thể đẻ con được với nhau. Tuy nhiên thì trong cái phiên bản này thì với hai con này đấy, nó đã phân biệt rõ ràng được cái luôn nhá. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn cho nó sinh sản với nhau thì các bạn sẽ phải cho nó ăn thịt gà. Đây, cho hiện lên là hình trái tim như vậy. Đó. Và chất nha. Và nó sinh ra con này là con nó sinh ra một con Magun. Đấy. Thì khi mà các bạn cho hai con này lai tạo với nhau thì nó sẽ ra một cái sự ngẫu nhiên luôn đấy. Nó sẽ ra ngẫu nhiên một con Magun hoặc một con Pagan. Đấy, bây giờ mình sẽ hình như hết đát rồi. Đấy, chỉ sinh được một lần trong vòng 5 phút thôi. Nó cũng có khả năng hắt xì như gấu trúc này. Oh my god, hay nha. Ngoài ra đấy thì cái con này nó cũng có một cái tỷ lệ. Đấy là khi mà chúng ta đi ngủ thì sẽ có khoảng 25%. Nó sẽ cho chúng ta ngọc lục bảo, 15% tơ nhện, 15% đá đỏ, 10% nó sẽ cho chúng ta một cái
thập giá hồi sinh, kiểu một cái totem ấy. Đây cái này này. Đấy, với 10% nó sẽ cho chúng ta cái này. Và một số phần trăm khác của, gồm có đó là màng ma, cái hạt này, cái hạt slam, đầu một cái của một con vật bất kỳ, nhưng mà không có đầu quy thờ nha. Đó, thì đấy là tất cả những điều mà mình muốn nói về cái con này. Và một cái phiên bản khác của cái bọn này đấy, đấy là một cái con Magun. Đây, một cái con Magun này nhá. Các bạn sẽ để ý là nó sẽ có màu đậm hơn những cái con Magun bình thường. Ồ, chạy đâu rồi? Đây. Đó. Thì con này đấy là một con Magun bị bỏ rơi. Nghĩa là kiểu bọn này đấy thì nó sẽ... Đây, đây, đây. Những cái con này này. Thường nó sẽ chinh, nó sẽ chung sống với nhau trên một cái kiểu một cái đoàn rất là lớn. Nếu như có một hai con bị lạc ra đấy thì nó sẽ trở thành những cái con bị bỏ rơi. Đây nó đây. Chính là những cái con này. Thực sự các bạn hoàn toàn có thể cứu nó bằng cách đấy là cho nó ăn cá tuyết thì nó sẽ trở lại thành một con Magun hoàn toàn bình thường. Đấy, một con. Đây. Đây đây, ăn đi ăn đi. No 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 no. Ăn đi. Ăn đi. Đấy. Nó sẽ biến thành một con Magun hoàn toàn bình thường. Đó, như vậy. Tuy nhiên thì nhìn vẫn khá là dị. Mình chả hiểu tại sao lại như vậy. Ồ ồ ồ. Ồ, dưới đây có cái đéo gì mà ghê vậy. Ồ, nó đang đánh nhau với con này. Ồ, sao bọn này đánh nhau suốt vậy ta. Oh my god. Ồ. Ủ ủ. Thôi, cái con này chết chắc rồi. Đấy. Và cũng tương tự như vậy với con Pagan. Đây, con Pagan. Các bạn cũng có thể cứu nó nhá bằng cách cho nó ăn cá tuyết. Tuy nhiên đôi khi nó sẽ hiện ra một cái bảng mình không biết đây là bảng gì, nhưng mà cứ khi mà có cái bảng này đấy, các bạn sẽ không để cho nó ăn. Có lẽ là nó vẫn chưa nó vẫn chưa chấp nhận đấy, nó vẫn chưa chấp nhận. Đấy, nó vẫn chưa chấp nhận chúng ta. À quên đấy, thì có một cái điều mà mình chưa giới thiệu. Thì con Magun đấy, nó khá là giống con Iron Golem bình thường. Nhưng con Pagan đấy, một tay nó sẽ cầm nỏ, tay còn lại sẽ cầm mũi tên. Đôi khi sẽ là pháo hoa nha. Đấy. Thì khi mà nó làm như vậy, đây, mình sẽ để một con host ở đây. Ồ, oh, đấy. Bọn này cực kỳ mạnh. Oh shit. Chúng mày làm gì vậy? Oh, 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 oh. Đừng giết nhau. Ê. Ê, đừng giết nhau. Đừng, đừng, đừng giết nhau. Damn. Nhưng mà hai con này vẫn trâu vãi cả đái ra hả? Oh, đánh nhau luôn này. Ồ. Oh. Đánh nhau xong làm hòa. Ồ, oh, hay nhở. Ồ, oh, cái con này lại kiểu bố mày đã làm hòa này, nhưng mà vẫn cố tình đánh nhau. Rồi. Và tất nhiên là con Pagan đấy là nó sẽ có khả năng đấy là cầm nỏ và bắn với vận tốc phải nói là ngang với vận tốc ánh sáng. Đây. Mình sẽ test con một cái con Pagan ở đây. Cho nó đánh nhau với một con Hooks. Các bạn sẽ thấy là ồ, oh, chết chết chết, trượt trượt trượt. Đây, làm lại. Đây. Ồ. Oh. Ồ. Oh. Cái con cầm kiếm này thật sự phải nói là rất là trâu nha. Đây, mình sẽ thử lại. Thật sự bọn này quá đông luôn rồi. Nên mình sẽ phải tách cái bọn này ra trước đã. Oh, no 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 no. Sao mày tham dữ vậy trời? Đây 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 đây. Đây, ồ, oh, nó đang ngắm cái con thây ma ở trên này. Đây, xuống đây, xuống đây. Đấy, các bạn nhìn nhá. Này. Đấy. Cái con này có khả năng xả đạn với vận tốc cực nhanh. Đây. Tuy nhiên thì cái độ chính xác của nó thì lại không cao cho lắm. Đây. Các bạn nhìn này. Giết. 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 Đó. Đấy chính là sức mạnh của con Pagan. Ok. Và mình đã giới thiệu thành công 4 con rồi. Và con cuối cùng thì sao? Đây, con này. Đây. Đó, đây chính là con thứ 5. Và con này đấy, nó có tên là Arkin Walker, kiểu gián điệp ấy. Đó, thì tại sao mà người ta lại gọi con này là gián điệp? Thì sức mạnh của nó đấy, nó sẽ ngang ngửa với con này, thậm chí còn lớn hơn so với cái con Iron Golem này. Tất nhiên là nó không mạnh bằng nhá, bởi vì con này đang cầm kiếm. Còn con này đấy, thì cái khả năng đặc biệt của nó, đấy là khả năng phát hiện quái vật. Đây. Đó, các bạn nhìn này. Đấy, nó sẽ là người phát hiện con quái vật đầu tiên. Và mấy con này vẫn chưa biết gì cả. Đấy. Giết luôn. Và để test một cách rõ ràng hơn đấy, mình sẽ thả xuống dưới đây một con thây ma.
Đây mình sẽ lấp lại. Đấy. Và các bạn sẽ thấy là cả cái lũ này chẳng có con nào biết cả. Nhưng mà con này đấy, nó sẽ vẫn phát hiện ra. Đấy, cả cái lũ này ngơ ngác chả biết chuyện gì đang xảy ra. Và các bạn sẽ thấy là con này đấy, nó đang đứng ở cái vị trí mà con thầy ma xuất hiện. Nó hoạt động với tất cả những cái con này nhá. Đó. Chỉ có những cái loại này mới phát hiện ra thôi. Đấy. Đây, tránh ra. Đó. Gắt chưa? Đấy, xuống nốt đi. Thì con này đấy, nó sẽ cực kỳ hữu dụng khi mà các bạn muốn tìm hang động đấy, cũng như là việc tiêu diệt các cái con quái vật cũng trở nên dễ dàng hơn với cái con này. Và thôi nha, thì cuối cùng chúng ta đã làm xong giới thiệu hết cả 4 con rồi. Và nếu mà các bạn thích cái video này của mình thì hãy nhớ like, share và subscribe kênh để các bạn có thể sớm cập nhật cái video mới nhất. Và cũng như là mình, ok, bye bye.